Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Salon Ngoại Oblast và thiết bị vệ sinh Bùi Minh. Vâng, và trong video này thì chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn là một số các loại gạch dùng để ốp tường có mẫu mã đẹp mới được lắp đặt tại Salon Bùi Minh. Hiện tại thì đang được bày bán tại Salon Bùi Minh thì các bạn có thể là nếu mà có nhu cầu muốn mua có thể ghé qua để chọn mua trực tiếp và được tư vấn miễn phí. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với mẫu gạch đầu tiên trong video này nhé. Thì tôi sẽ kéo lại để các bạn có thể theo dõi và quan sát cả bức tường. Tôi sẽ kéo ra gạch ra. Vâng, và đây là bức tường có mẫu gạch đầu tiên trong video này với họa tiết gạch chủ đạo là phần viên gạch ở giữa, có họa tiết chủ đạo giúp bức tường trở nên nổi bật hơn, và lớp men được làm từ men nhám giúp hạn chế việc trơn trượt và tẩy rửa, nó sẽ việc tẩy rửa sẽ khó khăn hơn một chút. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu gạch thứ hai, bức tường thứ hai trong video này. Bức tường thứ hai thì cũng có họa tiết hoa văn ở giữa là nằm nổi bật cho bức tường, với mã gạch được làm ở phía bên phải của bức tường. Mẫu gạch này thì có họa tiết hoa văn là chạm nổi trên bề mặt của bức tường. Các bạn có thể sờ tay cảm nhận bức tường và có thể đến ghé qua showroom để xem trực tiếp ạ. Và mẫu gạch thứ tư, và mẫu gạch thứ năm, vâng, và trên đây là một số mẫu gạch đẹp mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn trong video này ạ. Thì các mẫu gạch này dùng để ốp tường cho khu vực nhà vệ sinh các bạn và những khu vực nào cần gạch để ốp tường, và chúng tôi hy vọng qua video này thì các bạn sẽ tìm được cho gia đình mình một mẫu gạch phù hợp và với giá tốt nhất ạ. Và video của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo chúng tôi ạ. Xin chào.